Hey yo, what's up? Mình là Minh Travel và như mọi người đã biết là chủ đề ASMR ở trên TikTok dạo này đang rất là thịnh hành. Và mạnh mẽ nhất, một kênh mà lớn nhất đó chính là kênh của anh đầu bếp Bayashi. Thì anh này có kênh TikTok lên tới tận 40 mấy triệu follow rồi, và thậm chí là ở tất cả các nền tảng khác như là YouTube hay là Facebook của anh ấy đều có lượng tương tác rất là khủng. Nhân dịp mình có một workshop chia sẻ với 200 nhà bán hàng cách quay chủ đề này và edit trực tiếp trên sân khấu bằng điện thoại. Các anh chị đa phần đều là người mới học quay, học dựng thôi, nhưng đã dễ dàng có thể hiểu được rồi. Thế nên là mọi người yên tâm, video này sẽ rất dễ học và rất dễ thực hiện theo. Thì ở 2 phút thứ 2 ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ mọi người cách làm ra để chúng ta quay 100% giống hệt như của anh ấy nhá. Còn nhiệm vụ còn lại đó là mọi người chỉ cần làm sao biểu lộ cảm xúc được hay như anh ấy và nấu những cái món ăn nó hấp dẫn như anh ấy thôi. Để quay được video dạng này thì mình sẽ chia nó ra làm 3 phần đơn giản. Thứ nhất đó là chúng ta set up bối cảnh, ánh sáng như thế nào này. Số 2 đó là chúng ta thu những âm thanh ASMR như thế nào. Và số 3 đó là nhịp điệu mà chúng ta edit ra sao. Đầu tiên thì mọi người sẽ thấy là anh đầu bếp này có một cái background đằng sau màu đen tuyền, khiến cho chủ đề chúng ta rất là nổi bật. Thì ở đây bối cảnh của mình đa phần là nó cũng tương tự như vậy rồi, mình cũng thích chơi một cái tông màu đen để chủ thể của mình được nổi bật hơn. Tuy nhiên thì ở đây mình có trang trí khá là nhiều thứ, và để mà quay một cái khung TikTok dọc nó đơn giản và nó làm nổi bật lên như thế thì những cái đồ vật như này nó sẽ làm rối mắt khung hình. Thế nên bây giờ mình sẽ phải dọn hết tất cả những cái này đi và mình sẽ để cho cái background đằng sau của mình nó chỉ là một màu đen thôi, làm sao cho mọi người dễ dàng học hỏi theo nhất. Ok, như mọi người thấy là mình đã dọn được hết tất cả mọi thứ ra khỏi khung hình rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đặt cái đèn chính của mình, làm sao để cho nó chiếu sáng mặt mình. Đấy, thì như hiện tại mọi người thấy là mình đang đặt tạm cái đèn ở đây để mặt mình nó không bị tối om thôi. Thì nó sẽ bị một cái vấn đề, đó là cái đèn này nó chiếu vào mình và đồng thời nó chiếu vào đằng sau, khiến cho cái background đằng sau của mình nó vẫn hơi sáng. Thì mình sẽ đưa cái đèn nó gần vào chủ thể của mình hơn một chút. Mọi người có thể thấy là mình sử dụng một cái đèn có soft box to như thế này, nó sẽ giúp da mặt của mình mịn màng hơn. Và đồng thời thì mình có một cái lưới, mọi người thấy là cái lưới đan xẻn ở đây. Cái lưới nó sẽ giúp ánh sáng của mình nó đi theo đúng một đường thẳng thôi, mà nó không bị loang ra những vùng khác. Đó, thì mình sẽ đưa cái đèn nó gần vào. Mọi người thấy là khi mà mình đứng ở đây này, mình để đèn nó check 45 độ nó chiếu vào người mình, thì thay vì là nó bị hắt quá nhiều vào tường đằng sau thì như vậy là nó đã chỉ tập trung vào chủ thể mình thôi. Với kinh phí đơn giản thì thực sự là mọi người chỉ cần một chiếc đèn như vậy thôi là đã ok rồi. Tuy nhiên thì nếu mà mọi người cầu kỳ hơn, chi tiết hơn một chút, chúng ta sẽ để ý đó là cái phần tóc của chúng ta ấy. Tóc của chúng ta đa phần là màu đen đúng không? Và màu đen thì nó sẽ bị trùng màu với background và khiến cho tóc của chúng ta bị mất chi tiết. Chúng ta khó phân biệt đâu là tóc, đâu là tường đằng sau. Thì để mà cho nó chỉn chu nhất thì mình sẽ đặt thêm một cái đèn nữa ở đây. Đó, mình có một cây tube ở đây. Thực ra mọi người có thể có rất nhiều cách đánh, nhưng mà mình đang có cây tube ở đây rất là tiện thì mình sử dụng luôn cây này. Đó, và sau đó thì mình sẽ đánh cho nó một cái màu trắng như này cho giống anh đầu bếp luôn. Mình sẽ đặt nó ở đằng sau. Mình sẽ cho cái này lên cao khỏi khung hình này. Đó. Thì bây giờ mọi người sẽ thấy là tóc của mình nó sẽ được sáng lên và nó không bị chìm vào cái background nữa. Ok, chỉ với hai cái đèn đơn giản như vậy thì mọi người đã có một cái setup tương tự như anh đầu bếp rồi đúng không? Và quay kiểu dạng như vậy nó rất là đơn giản. Tiếp theo thì mình sẽ đặt một cái bàn ở ngang đây này, và mình chỉ cần đặt đồ vật lên và mình bắt đầu quay thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, đó là thu âm như thế nào. Để mà mọi người thu được những âm thanh nó nhỏ như vậy thì thường là mọi người nên sử dụng một chiếc mic Rode như thế này, thì nó có độ nhạy rất là tốt và đồng thời thì những âm thanh nó thu về cho mình chất lượng rất là cao. Và để thu âm thanh được tốt thì đầu tiên mọi người nên nhớ là trong phòng âm thanh tất cả mọi thứ chúng ta phải thật là yên tĩnh. Thì như vừa rồi mình sử dụng quạt thì mình có tắt quạt để mình chuyển sang mình dùng điều hòa. Và âm thanh điều hòa hiện tại là mình thấy nó vẫn ok, nhưng mà nếu mà điều hòa các bạn kêu to quá thì chúng ta cũng nên là bật làm sao cho phòng chúng ta thật là mát. Và cứ khi nào mà chúng ta quay ấy, thì chúng ta tắt điều hòa để tất cả những âm thanh bé nó tắt hết hẳn đi. Bởi vì những cái âm thanh mà khi chúng ta quay ấy, nó là những âm thanh rất nhỏ. Thế nên là những cái tác động ngoài dù nhỏ thôi nó cũng ảnh hưởng đến video chúng ta rất nhiều. Cố gắng số 1 là phòng chúng ta phải cực kỳ yên tĩnh. Và số 2 đó là cái mic của chúng ta thì đưa càng gần cái nguồn thu thì chất lượng âm thanh chúng ta càng tốt. Và mọi người có thể để ý đó là tất cả những cái cảnh quay của anh đầu bếp này đa phần nó sẽ là cảnh quay rất cận vào sát chi tiết. Đó, còn những cái cảnh toàn nó sẽ rất là ít, đa phần là cảnh cận này. Thi thoảng những cái thao tác nào mà phải có cả người, cả đồ ăn thì anh ấy mới cho ra cảnh toàn thôi. Còn lại đa phần là cảnh cận. Như vậy thì nó vừa tập trung vào hình ảnh hơn, mà cái âm thanh của chúng ta nó cũng vừa sẽ rõ hơn nữa.
Ở phần edit thì mọi người thấy là anh ấy edit các cảnh rất nhanh, rất gọn và gần như là không có dây nào thừa cả. Mỗi khi hình ảnh xuất hiện thì nó sẽ đi kèm với một âm thanh. Đó chính là cái sự hấp dẫn của nó. Những âm thanh nó cứ băm chặt liên tiếp nhau, khiến người xem bị rất là cuốn và không thể nào rời mắt khỏi video. Đó cũng là bí quyết mà giúp cho kênh này được lên viral rất là mạnh. Thế nên khi edit mọi người phải nhớ là thứ nhất, chúng ta không được để những khoảng trống mà nó không có âm thanh gì cả, nghe nó sẽ rất là chán. Và số 2, khi mà mọi người đã cho được nhiều âm thanh liên tiếp nhau rồi thì hãy nhớ là luôn luôn, dù âm thanh nó phải dồn dập nhưng mà hãy cho nó một chút khoảng nghỉ nhé. Khoảng nghỉ đó là khi mà chúng ta nhiều âm thanh được đập chém ấy, thì thi thoảng chúng ta có một vài âm thanh nó kiểu nhẹ nhàng ấy, nó làm thay đổi cái nhịp độ của video đi, cũng sẽ khiến người xem bất ngờ hơn và lôi cuốn hơn. Hy vọng là video này thực sự ngắn gọn và dễ hiểu đối với mọi người. Và nếu thấy nó hữu ích thì nhớ nhấn like, subscribe và ủng hộ mình một comment ở phía bên dưới để mình ra nhiều video hơn nhá. Hẹn gặp mọi người trong 2 phút thứ 2 tuần sau. Peace.